Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nhờ Duy là bóc tách ra để build lên một cái hồ như thế này, từng chi tiết một, kinh phí nó như thế nào? 15 ly và dán dấu keo, không dùng kiềng các bạn. Anh em phải đầu tư một khoản tiền tầm khoảng trên 15 triệu. Riêng cái hồ không, hồ kính hay không là 15 củ ha các bạn ha. Để chịu tải được chúng ta phải có một cái tủ phải chắc chắn 7 cho tới 9 triệu thì nó rơi tầm khoảng 22 triệu. Thì ở đây chúng ta có 3 đèn là khoảng hơn 10 triệu. 12 trừ là thôi tính chẳng 12 triệu luôn chứ. 68 triệu. 68 rồi tiền lũa. Tiền nguyên liệu lũa thì lúc đó thì mình sử dụng nó tới 80 mấy ký. Trời, cái hồ này mà 80 mấy ký lũa. Dạ đúng rồi, 80 mấy ký lũa. Hello, mình là Nam Ngô. Ok, các bạn sẽ tiếp tục series về thủy sinh ở Yêu Thủy Sinh. Thì chúng ta vừa thấy những cái bằng khen này rất là nhiều cái nội dung. Những cái bằng khen này là mình đi chơi rồi mình đi triển lãm mình được giải hay sao Duy ơi? Dạ đúng rồi. Ở đây thì những cái bằng khen này được Duy có được từ những hội hoa xuân của các năm. Mỗi kỳ mỗi năm thì ban tổ chức hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức cho tất cả những anh em trong nghề mang cái tác phẩm Hồ Thủy Sinh ra công viên Tàu Đàn để tham gia thi giải. Thì đây là những bằng khen mà Duy mang về từ hội hoa xuân Tàu Đàn, những cuộc thi về thiết kế thủy sinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì Tàu Đàn thì năm nào như cũng là tổ chức hội hoa xuân hết, bonsai rồi thủy sinh các kiểu rất là đa dạng luôn. Dạ đúng rồi. Cái này mình đem nguyên cái hồ đi luôn hết à? Dạ đúng rồi. Mỗi đơn vị tham gia sẽ mang ra từ 2 tới 3 tác phẩm. Dạ, những tác phẩm thế này mang ra và sau đó sẽ có một ban tổ chức sẽ cử một ban chấm giải gồm những chuyên gia trong cái lĩnh vực thủy sinh các cảnh. Sau quá trình chấm giải thì sẽ có bằng khen nhất, nhì, ba trao tặng cho những người đoạt giải. Dạ. Như là động viên. Dạ, động viên. Nhưng nguyên cái hồ lớn thì mình chở đi có gặp vấn đề gì không ta? Rất là khó khăn. Đúng rồi, nghĩ là sẽ rất khó khăn luôn. Đúng rồi, phải có đội ngũ chúng ta hút khô nước ra, rồi mang thiết bị qua bên triển lãm, rồi đưa hồ vào vị trí, lắp lại thiết bị. Và cái khó khăn nhất đối với những anh em tham gia thi giải tại hội hoa xuân Tàu Đàn ấy, thì đó là ngồi không gian ngồi trời mà ban ngày rất là nắng nóng, ban đêm thì lại không có người canh giữ và bảo vệ. Thì mang cái hồ ra là một chuyện nhưng mà chăm sóc hồ ngồi đó tới nửa tháng rất là khó. Nửa tháng luôn, một lần làm là nửa tháng luôn. Để như coi thử ha, mang ra là bắt đầu từ ngày khoảng 22, 23 thì cho tới mùng 6, mùng 7 thì mới thu dọn về, nó khoảng là 12, 13 ngày á. Thì cái thời gian lâu như vậy mà để dưỡng cái hồ thủy sinh ngoài trời rất là khó, bởi cái điều kiện ngoài đó nó khác hoàn toàn với điều kiện trong nhà. Nóng tối thì nó lạnh. Dạ đúng rồi, ban ngày thì nắng nó chiếu trực tiếp vào trong hồ mình. Và nhiều khi mưa nữa sao ta? Mưa giọt hư hồ, hư thiết bị. Rồi nắng nó chiếu trực tiếp vào thì hư cây, hư hồ mình luôn. Rất là khó và những anh em tham gia thi rất là khó khăn. Đúng rồi. Thì thật ra là mình cũng có đi hội hoa xuân các bạn ha. Thì mình thấy là từ bonsai, nhưng mà bonsai nó cũng đơn giản hơn. Nhưng mà nó cũng bị cái tình trạng gọi là không có người tưới á, méo về chết cây người ta. Còn những cái hồ này lại càng khó hơn, mình phải rút sạch nước luôn, rút khô nước luôn. Rồi trong quá trình vận chuyển những cái bố cục mình sắp đặt nó có nào nó bị gọi là sụp xịt được không ta? Không, mình đã có kinh nghiệm vận chuyển hồ thủy sinh rồi thì khi lúc vận chuyển sẽ có nhiều kỹ thuật giúp cho cái giữ bố cục lại. Nó không bị xê dịch. Cái cây con cá nó ra ngoài nó cũng sẽ bị gọi là thay đổi cái thay đổi điều trường. Kiện là nó cũng đâu có gọi là có sự bình tĩnh mà bơi lả lướt vậy đúng không? Cho nên khi ra đó để chăm được một cái hồ ngồi đó nó trở về trạng thái chuẩn để cho ban giám khảo đánh điểm cao á, thì đó là một quá trình rất là khó. Kỹ thuật đầy mình đó. Là cũng là giống như một cái bí quyết riêng của từng cái người tham dự. Thì thật sự mà nói các bạn, mỗi lần mà tổ chức mà đem tác phẩm của mình đi thi á, là cảm nhận được rất là khó khăn luôn. Rất là cực, tốn rất là nhiều nhân lực. Và mình có gọi là bố trí người ở đó canh hồ được không ta? Có, phải cử một người trực, túc trực thường xuyên để canh hồ, chăm sóc hồ và xử lý cái tình huống xảy ra tại triển lãm. Rất là cực luôn bạn, nhưng mà vì cái nét đẹp muốn giới thiệu cho nhiều người biết hơn về cái bộ môn này, giới thiệu cho mọi người biết về cái nét đẹp của nó, cho nên là anh em đi chơi phải nói là rất là cực luôn ha. Dạ, rồi, cực. Tới lúc dọn về cũng cực nữa chứ không cực. Nhưng mà tất cả là vì đam mê, vì cái môi trường chung. Thì
ai anh em làm ở qua đều cũng muốn tham gia, bỏ chút đầu tư công sức để tham gia, để tạo nên cái phong trào chung của tất cả. Nhưng mà trước đó là có gọi là chọn lọc sơ bộ không, hay là mình cứ đăng ký rồi mình đem đi thôi? Cứ đăng ký là tham gia được, nếu như anh em ở qua là có thể sắp xếp được nhân lực, thời gian và những tác phẩm mang ra đều có thể tham gia. Là được bố trí để từng góc luôn. Sẽ có một vị trí để vào đó. Năm nay là mình vẫn tiếp tục chứ hả? Năm nay Edison vẫn tiếp tục tham gia với ba tác phẩm. Quá hay vậy. Năm nay chắc chắn là mình sẽ đi tơ đàn. Đúng rồi. Để mà tham gia. Ở đây mình có cái hồ thủy sinh xứ lạ. Xứ lạ là cái tên hả ta? Tên xứ của tác phẩm. Tên của tác phẩm. Rồi có về cá hả? Trong cái hồ thủy sinh người ta chấm con cá riêng. Hay là cá cảnh hồ thủy sinh là chấm chung vậy luôn? Dạ, cá cảnh hồ thủy sinh là một bộ môn, là một cái không gian riêng. Nhưng về đối với môn thủy sinh á, thì đây là những cái bần thanh về thủy sinh. Còn sẽ có những bần thanh về cá cảnh sẽ dành riêng cho anh em chuyên cá cảnh. Giấy khen, giấy chứng nhận quá trời luôn. Đây là một cái gì đó, nó một cái niềm vui, một cái niềm tự hào của anh em lành nghề. Giúp cho mình có nhiều động lực hơn. Các bạn có thể coi cái góc đề co bằng những cái rễ cây trên này. Này rễ không ta? Dạ, cái này là tán cây xương chùm. Tán cây hả? Dạ, những cái tán cây khô. Rất là đẹp. Thì là từ những cái này người ta mới cắt ra những cái nhỏ nhỏ này, người ta mới tháp thành cái kia. Dạ, đúng rồi, chính xác. Từ những cái này người ta sẽ cắt nhỏ ra và làm thành cái tán cây bonsai. Tán cây bonsai để làm cây thủy sinh. Nè, giải vàng hội hoa sinh 2021 là mới năm mới ngoái. Ok, bây giờ nãy giờ chúng ta tản mạn một chút xíu về về cái bộ môn, về cuộc chơi này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vô chi tiết của clip ngày hôm nay. Thì anh bước, tất nhiên đây mình bước vô cái shop yêu thủy sinh, thì đây là cái hồ mà khủng nhất ở đây. Cảm giác là khủng và ấn tượng nhất ở đây. Tất nhiên đây là không phải là cái hồ mà khủng nhất mà yêu thủy sinh từng làm. Yêu sinh từng làm những cái hồ khủng hơn rất là nhiều, nhưng mà tại shop thì đây là một cái hồ mà rất là ấn tượng, rất kích thước nó khủng nhất. Thì mình sẽ tính nhờ Duy là bóc tách ra. Bóc tách ra để build lên một cái hồ như thế này. Từng chi tiết một, chi phí là bao nhiêu, rồi này nọ, để mình có thể tổng hợp lại cho mọi người có thể dễ hình dung là để xây dựng được một cái hồ đẹp tốt như thế này thì chúng ta phải đầu tư kinh phí nó như thế nào. Đối với những chiếc bể khủng như thế này thì cái quan trọng nhất mà người chơi quan tâm đó là một chiếc hồ kính. Với chiếc hồ kính như thế này thì y thủy sinh sử dụng chất liệu kính là có độ dày 15 ly và dán dấu keo, không dùng kiềng các bạn. Với kích thước như thế này thì cái khoảng rộng như thế này tới 80, thì đây là một chiếc bể chứa được lượng nước rất là lớn mà không dùng kiềng. Không dùng kiềng. Dạ đúng rồi. Chiếc bể này, cái lúc mà mình dán và làm thì chi phí, cái cách đây 4 năm hơn thì chi phí làm chiếc bể này thì là mà 9 triệu hơn thôi. Nhưng tới thời điểm hiện tại để làm một chiếc bể như này thì anh em phải đầu tư một khoản tiền tầm khoảng trên 15 triệu. Trên 15 triệu? Dạ. Có nghĩa là do cái tiền kiến nó sẽ mắc lên đúng không? Tiền kiến. Tiền kiến giờ nó mắc lên. Những cái này chắc người ta ép bằng máy hết thôi. Dạ, cái này là dán thủ công. Dán thủ công luôn? Dạ, đúng rồi. Riêng cái bể này không là thôi tính tiền bây giờ đi. Cái tính tiền hồi xưa thì giờ nó cũng khó đối chiếu. Riêng cái hồ không, hồ kính này không là 15 củ ha các bạn ha. Rồi cái trang thiết bị tiếp theo là thiết bị tiếp theo đó là cái chân tủ. Chân tủ. Đúng rồi, để mà cái hồ với kích thước to như thế này nó chứa một cái lượng nước tới 600-700 lít nước, chưa kể đá, lũa, cây, cỏ thì cái nó nặng lên tới 800-900 kg. Rất là nặng. Thì để chịu tải được chúng ta phải có một cái tủ phải chắc chắn. Thì đương nhiên phải có chân sắt bên trong. Này có chân sắt bên trong, thì chống. Thông thường những chiếc tủ như thế này có giá thành từ 7 cho tới 9 triệu. 7 tới 9 triệu. Anh có thể mở bên trong coi được không? Bên trong nó hơi bị bị lộn đúng không? Nha, đúng rồi. Bởi vì ngoài chiếc tủ chúng ta chứa bên trong là thiết bị lọc, thì chúng ta có thể chứa những đồ cá nhân và những cái thứ chúng ta muốn che đi ha. Đây là thực tế mà mình chia sẻ với các bạn luôn. Thì ví dụ như ở nhà thì mình có thể làm một cái chỗ chứa mấy cái thiết bị thuốc men đồ này. Đúng rồi, đúng rồi. Đồ ăn thức uống đồ nè. Thì trong đây các bạn thấy có hệ thống lọc. Hệ thống lọc. Rồi có bình CO2 đó, rồi mấy cái ống ít rồi vậy thôi. Dạ.
Thấy hình như có vẻ có hai cái bộ lọc luôn ha. Dạ đúng rồi, đối với thể tích nước như thế này mình sử dụng tới hai bộ lọc chính và bốn bộ lọc phụ. Bốn bộ lọc phụ luôn. Dạ. Bộ lọc phụ là những cái trắng trắng thấp đúng thấp rồi thôi. Đó là những cái thùng nhựa màu trắng, coi như là một cái chính nó có hai cái phụ. Một cái chính là có hai cái phụ. Oh, okay. Hồi này thì mình sử dụng hai cái chính, bốn cái phụ. Để cái quá trình mà lọc nước cho chiếc bể này phải đảm bảo nước phải trong sạch. Bởi vì hồ này nuôi rất là nhiều cá. Đúng rồi, rất là nhiều cá luôn. Chi phí cái thiết bị lọc cho chiếc bể này á thì nó rơi tầm khoảng 22 triệu. 22 triệu. Dạ. Bao gồm vật liệu lọc này, hai lọc chính và bốn lọc phụ. Hai lọc chính bốn lọc phụ là 22 triệu. Dạ. Hồ kính 15 triệu là 37 triệu. 37 với lại cái tủ này là 8 triệu nữa. 8 triệu là 45 triệu. Thiết bị thứ hai là hơi mệt mệt rồi đó. Tiếp theo là đèn. Đèn. Dạ. Đèn thì mỗi đèn Quick Aqua thì có giá hiện tại là 3 triệu 9 đèn. Thì ở đây chúng ta có 3 đèn là khoảng hơn 10 triệu. Ba đâu, nếu mà 3 triệu 9 thì 4 triệu đi là thành 12 triệu. 12 triệu. 12 trừ lại thôi tính chẳng 12 tính triệu chẳng thôi. 12 đi ha. 12 triệu là nhiêu ta nãy 45 57. 57 rồi. Rồi 57 triệu. À, bên trong đó là phần cứng, quạt đó kìa. À quạt à, phần cứng gồm có quạt nè. In out nè, CO2. CO2 thì tổng thì nó tầm khoảng là 1.5 triệu. Triệu rưỡi à? Dạ. Là thì 50, nó cũng không bao nhiêu. Coi như 56 triệu, nãy 57 đúng không? 58 triệu rưỡi. Dạ. Vậy tới bên trong ha. Bên trong. Bên trong thì hồ này mình sử dụng rất là, mình sử dụng tới 6 bao phân nền ADA. 6 bao phân nền ADA. Thì một bao có giá là 909. Là 1 triệu đi. Triệu, là 6 triệu. 6 triệu tiền phân nền. 6 triệu. Ở kia tính 58 thôi. 58 cho dễ tính. 64. Rồi tiếp theo bên trong có những cây. Cây thì bu xếp như thế này nè, một khóm như thế này thì là 200.000. 200.000. Dạ, thì ở đây hồ này thì mình hiện tại thì đang sử dụng nó tầm khoảng đâu khoảng 6 thanh. Thì tiền bu xếp khoảng 1 triệu mấy ha. Tiền dương sĩ thì nó cũng tầm khoảng 2 triệu mấy. Tiền cây trong hồ này nó dao động tầm khoảng 4 triệu. Tiền cây là 4 triệu dạ, nữa. 4 triệu tiền cây. 68 triệu. Dạ, 68 rồi tiền lũa. Tiền nguyên liệu lũa nên lúc đó thì mình sử dụng nó tới nặng lắm. Tới 80 mấy ký. Trời, cái hồ này mà 80 mấy ký lũa. Dạ đúng rồi, 80 mấy ký lũa, rất là nặng. Rất là nặng luôn. Cái lũa có những cái lũa này nguyên khối nữa, nó chìm sâu ở bên dưới mà anh em không thấy á. À. Nó rất là nặng. À. Dạ. Nó khúc lũa lớn nó nằm bên dưới, nó chôn ở dưới nền á. Ồ. Dạ tại bây giờ cây nó ra nó che là thì cái bên trong không cũng đã rất là tốn tiền. Mà nhìn cái nước thích thiệt luôn các bạn, cái nước nó trong veo luôn á. Dạ. Hồ này đặc biệt nuôi rất là nhiều cá. Rất là nhiều luôn. Yeah. À, nãy mình đang là 84 rồi đúng không? 84 với cái lũa này là 80 kg nữa. Một ký lũa tính theo ký nhiêu ta? Hồi nãy là mình bao nhiêu rồi ta? 68. 90 mấy rồi mà. Ý gì? 68 à. Lúc nãy là mình mới 68 rồi đó. 68. À. Tiền lũa nữa tầm khoảng 5 triệu tiền lũa nữa. 5 triệu là 60 73. 73. Thì để đưa một chiếc bể thế này thì nó khoảng là 70 triệu trở lên. 70 triệu trở lên. Dạ. Chưa bao gồm đá nè, sỏi, cá rồi dạ. Chưa nữa. Rồi thuốc men vi sinh là cũng phải tầm thêm 10 triệu nữa. Dạ cũng không tới, nó tầm khoảng 3-4 triệu nữa. 3-4 triệu nữa. Dạ. Dạ. Thì bia một chiếc bể thế này chi phí của một người khách nó bỏ ra tầm khoảng từ 70 triệu trở lên. 70 triệu trở lên. Có một chiếc bể như thế này. Thật sự luôn nha các bạn, thì tất nhiên là không phải là nói là 70 triệu là con số nhỏ. Nhưng mà 70 triệu cho một cái tác phẩm này thấy nó rất là xứng đáng luôn á. Dạ. Thấy rất là xứng đáng so với lại những cái đồ bây giờ nó mắc á, thì mình thấy là 70 triệu nó trong cái hồ mà đẹp, nghệ thuật như thế này. Cá đồ quá trời như thế này là mình thấy rất là xứng đáng luôn. Dạ, cái hồ này thì nó quá lâu rồi, nó tồn tại quá lâu rồi. Nó đang ở trong giai đoạn là già cỗi. Già cỗi. Dạ, cái lúc mà nó đang sung sức thì nó rất là đẹp. Ừ. Dạ, cái hồ này mình build được 4 năm à? Hồ này chưa tới 4 năm, hồ này thì mới là 3 năm hơn. Dạ, chưa tới 4 năm. Dạ. Thì khi mà nó già cỗi là nó có những cái biểu hiện gì ta? Biểu hiện đó là cây những cái dương sĩ này mặc dù đã lột ra rất là nhiều lần rồi nhưng mà những cái còn bám lại bắt đầu nó mọc ra, đây là hoàn toàn tự nhiên dưới nước này. Dạ, trước đây là mình đã lôi rất nhiều rồi. Thì còn lại một vài thân bây giờ nó mọc dính tự nhiên luôn. Dạ, sự già cỗi bắt đầu nó trở nên lá nó trở nên đen. Dạ. Và chất lượng dinh dưỡng bên trong hồ nó đang trong giai đoạn xuống cấp.
Cho nên nó không cần là cô gái tuổi thanh xuân nữa. Vậy mình có kế hoạch nào đại tu nó hay là... Có, yêu thí sinh anh em mình đã chuẩn bị một cái lịch cải tạo nó trong vòng khoảng một tháng tới. Là chúng sẽ set up mới lại hoàn toàn. Coi như là mình set up lại hoàn toàn mới luôn. Đúng rồi. Chỉ giữ cái cốt hồ lại thôi. Đúng rồi, chỉ giữ cái hồ, cái khung tủ thiết bị lọc và đèn. Còn bên trong là thay đổi bố cục tất cả là thay đổi hết. Dạ đúng rồi. Hồ này có đặc biệt là chứa được những nhiều anh em cho tặng cây thủy sinh đều bỏ trong này. Ví dụ đây là một loài tiêu thảo rất là quý hiếm. Dạ, thì anh em gửi cho tặng và trồng ở đây, nó đang sống và phát triển và nó có giá trị rất là cao đối với những anh em nghiên cứu thủy sinh chuyên sâu. Đây là cây biệt liên Thái. Đây là cái giống biệt liên mà lá rất là đỏ và nó rất là bền bỉ. Cây này là cây hoàn toàn sống trong môi trường nước, ra hoa và nở, nó phát triển trong nước luôn. Thì mình đang giữ lại được một cây. Còn đây là những dòng tiêu thảo rất là độc đáo và của những anh em nhập từ nước ngoài về. Tất trong này là đa số anh em cho tặng cây để mình dưỡng. Kỷ niệm luôn. Kỷ niệm để chơi. Như cái này nãy em nói là nó rất là quý hiếm, thì cái độ quý hiếm của nó nằm ở cái chức năng của nó hay là về cái độ ít của nó ta? Dạ, nó thứ nhất là tốc độ mọc của nó rất là chậm. Cái thứ hai nữa là nó là những loại cây mang cái tính chất về nghệ thuật chơi, nghiên cứu, sưu tầm. Trước đây cái nguồn gốc của cây này là xuất xứ là từ miền Bắc của Việt Nam. Thì năm đó rất là lâu rồi, khoảng 2004 2006 thì phải, nghe mấy anh nói vậy. Sau đó một người Pháp, anh em là mang cái giống này qua bên kia và dưỡng cái giống này. Cho tới thời điểm hiện tại thì giống này quay trở lại Việt Nam và trong hồ này có một bụi. Có nghĩa là ngày xưa gốc Việt Nam, giống Việt Nam, Việt Nam làm mất giống, mất giống. Hơn đó là có người Pháp giữ về, đem về lại. Đem về lại. Thì nghe các anh nghiên cứu chuyên sâu anh chia sẻ lại là cái cây này đang rất là quý hiếm. Nó cũng có câu chuyện đó đó. Đúng rồi, bên trong này sẽ có. Cái này không thiên về là làm bố cục thẩm mỹ, nhưng mà nó thiên về cái giá trị chơi. Đúng rồi. Nó thư giãn, nó rất là ít công chăm sóc. Cái này buổi tối khi mà mình đóng cửa mình về nhà nghỉ ngơi là nhà mình cũng tắt đèn hết. Đúng cho, rồi, cho tắt đèn hồ hay... nó nghỉ. Dạ đúng cây rồi, buổi tối cây cối nó cũng có một quá trình gọi là sẽ diễn ra, đó là hô hấp. Thay vì ban ngày nó hấp thụ khí CO2, nó nhả ra oxy. Thì buổi tối thì nó lại hấp thụ oxy và nhả ra CO2. Lập ngược lại. Lập ngược lại. Dạ. Nó giống như ngồi tự nhiên. Đúng rồi. Quá đẹp luôn. Hồ này đặc biệt cá rất là dạng. Cá là mình mỗi lần cho ăn là mình tập là mình gõ tay vào thành hồ thì cá nó sẽ xúm lại. Dạ. Mình có thể thọc tay vô thử. Dạ, anh có thể thọc tay. Cái nước là anh mát. Thử cho ăn ha. Anh, ok. Đây, anh có thể nắm lại anh thả xuống dưới. Ok. Rồi, anh thả xuống dưới ha. Rồi, anh xòe tay ra. Rất là dạng luôn. Dạ, cá rất là dạng. Quá dễ thương, coi nè, nó ăn háo ăn. Mình cho cá nó ăn nhiều quá nó có ảnh hưởng gì tới hồ không? Dạ có, ảnh hưởng rất là nhiều. Lượng thức ăn cho cá có rất là chịu đạm. Dạ, đạm nó nếu như thức ăn dư thừa nó sẽ khiến cho cây chúng ta cây môi trường hồ chúng ta rơi vào trạng thái là bị ngọt. Ngọt. Dạ đúng rồi, cho nên nha, khi cho cá ăn lưu ý là phải cho ăn vừa phải, lượng thức ăn phải vừa hết. Vừa hết. Không nên cho ăn quá nhiều. Một ngày thì cho nên cho ăn một lần thôi. Một ngày một lần thôi. Đúng rồi. Một lần này cũng cỡ nhúm đó là... Cũng cỡ, đúng rồi. Một nhúm vậy thôi là vừa. Cái hồ này cái chiều sâu của nó đã quá ha. Dạ. Mà đúng ra cái... Không có nhìn được cái mặt mặt kia thì đều phải đứng tay cơ kiến nhìn vô. Kia. Vì nó nằm ở cái vị trí rất là đặc biệt cho nên lúc thiết kế thì phải sử dụng tới chiều sâu tới 80. Với chiều sâu 80 này thì ở nhà thì rất là khó để làm, bởi vì chúng ta không chăm sóc được. Chúng ta không đứng bên này thò tay qua bên kia được. Không có không có vệ sinh được. Chỗ này là vị trí đặc biệt cho nên làm sâu 80 để chiếm cái khoảng không gian này mà trưng bày thôi. Ở nhà, nếu như ở hồ chơi ở nhà thì thông thường sâu 60 là tối đa rồi. 60, nó vừa cái sải tay mình, để mình chăm sóc. Thò tay xuống tới được. Thì tại vì thường thường hồ thủy sinh là người ta hay áp tường.
Nói chung áp hồ cá thì nó hay áp sát vô tường, cho nên mình chỉ có tương tác một mặt được thôi. Tương tác một mặt. Còn nếu mà làm cái hồ và dạng cái đảo thì sao cũng được rồi đúng không? Dạ đúng dạng rồi. Cái đảo thì mình đứng xung quanh nó mình chăm sóc là ok hết. Dạ. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm sâu tí nữa thì chúng ta không thể nào mà không có kiện được. Đúng rồi. Dạ. Coi như là 80 là cái khoảng cách tối đa để làm này. Để làm cái không gián kiện. Chứ còn ga nữa là phải có kiện. Đúng rồi, phải có kiện, áp lực nước rất là lớn. Nó nguy hiểm. Nhìn là ghiền. Ghiền, thấy là đẹp là ghiền. Mình mê cái đẹp rồi, mình nhìn là mình không có sao xuyến liền, không có chịu nổi liền. Những cái hồ nhỏ này là mình build, mình thi công tại chỗ cho khách luôn. Mình đây thi công tại đây xong mình đem đi. Hồ lớn thì mình thi công tại nhà. Dạ đúng rồi, những chiếc bể như thế này thì shop thi công tại chỗ, hoàn thiện sẽ giao tại nhà cho khách. Bởi vì những chiếc bể này bên shop có thể dùng xe 7 chỗ để vận chuyển được, nhưng những chiếc bể lớn thì chúng ta không thể nào build tại chỗ đây giao được, phải build tại nhà khách. Dạ đúng rồi. Ví dụ như một cái bể lớn này mà lại nhà khách thì cái công trình nó thực hiện khoảng bao lâu ta? Công trình thực hiện tại setup tại nhà khách thông thường bên Edison thi công từ 4 cho tới 7 tiếng. 4 tới 7 tiếng thôi cũng nhanh không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mình cũng đã chọn lựa tất cả mọi thứ rồi. Tất cả mình mọi vô thứ. Mình ráp vô thôi. Đúng rồi, tới nhà khách là chỉ việc đổ nguyên liệu và tạo hình, trồng cây, lắp thiết bị vào nước. Dạ. Ok. Là trong vòng tối đa là 7 tiếng. 7 tiếng. Dạ. Cái phong cách này cũng rất là đẹp. Dạ. Tiếc là hồ này mới vừa tỉa cây cách đây khoảng 2 ngày. Chứ khoảng 3 ngày trước thì hồ này rất là đẹp. Cây nó xum xuê. Ổn quá. Phải chi tới sớm sớm chút. Đây còn những cái dấu cắt nè các bạn. Dạ. Đó, những dấu cắt cây á. Cái này khoảng 1 tháng sau là nó sẽ gọi là nó phục hồi. Khoảng 10 ngày nữa là mọi thứ nó sẽ phục hồi trở lại. Cây nó sẽ đâm chồi ra. Dạ, nó xè ra. Cái hồ này em thấy em trên này xài nhiều quạt quá ha. Dạ đây là những cái quạt tản nhiệt cho đèn. Đèn hả? Dạ, còn đây là cái quạt tản nhiệt cho hồ. Dạ. Cái này chắc cũng là quạt quạt CPU, sau đó CPU, anh em mình lại chế lại. Chế lại. Dạ đúng rồi. Rồi, ok các bạn. Làm một cái clip nói chung là nó tương đối ngắn thôi để bóc tách ra để cho mọi người có thể cảm nhận, có thể tự đo lường cái nhu cầu của mình để có một cái bể mà phải nói là với cái con mắt của mình là như đây là đủ rồi. Như đây là nó quá đẹp, nó quá ấn tượng rồi. Nó không cần phải gọi là xa hoa thêm nữa, như vậy là nó quá đã rồi. Thì nó đâu đó tầm khoảng 70 củ là anh em có thể build được một cái góc cà phê để nhà, trang trí, phòng khách, tất cả mọi cái là nó rất là mát mắt luôn, rất là tuyệt vời luôn. Nhưng, rồi, những cái size như thế này nè, thì nó chỉ dao động từ 30 tới 35. 30-35. Những cái này thì dao động từ 20 tới 25. 20 tới 25, nhỏ hơn thì dao động từ 15 tới 20. 15, 20, hai mấy. Mọi kích thước nó sẽ cho cái giá nó tương xứng. Với lại mình làm cái hồ thủy sinh đó, thì cái chiều sâu á nó có quyết định như người ta, dù như anh thấy cái hồ kia nó to hơn nhưng mà nó thấp hơn. Dạ đúng rồi. Còn cái này nó sâu hơn, nhỏ nó sâu hơn. Nó có ảnh hưởng bởi vì thứ nhất đây là cái hồ Hà Lan, những cái cây cắt cắm á, thì thông thường nó phát triển rất là cao, cho nên nó yêu cầu cái chiều này nó phải đủ để cho cây cắt cắm chúng ta nó phát triển cao lên. Rồi cái yếu tố tiếp theo đó là nó chỉ cao ở mức này thôi, nếu như cao nữa thì chúng ta sẽ không có thò tay vì sinh như được. Cái chiều cao này chúng ta có thể thò tay vào được. Nhưng mà nếu cao nữa chúng ta phải bắt ghế, rất là khó để vệ sinh chăm sóc. Tiếp theo nữa là ánh sáng của đèn thủy sinh thông thường chỉ đánh xuống ở cái mực nước từ tối đa là 60-65. Sâu hơn nữa thì những cái cây ở tầng đáy chúng ta sẽ không đủ ánh sáng để phát triển. Thì với kích thước thông thường của một hồ thủy sinh á, thì là 45-50 là chiều cao thông thường. Chiều cao thông thường là 45-50. Dạ đúng rồi. Như này chắc cỡ 60 quá. Cái này là cao 55. 55. Dạ, cỡ này là chiều cao 45. 45. Cái này là cái gì đó em? Đây là một cái phễu test CO2, chúng ta kiểm tra cái nồng độ CO2 bên trong hồ. Nó hoạt động như thế nào ta? Cái này mới vừa châm dung dịch vào cho nên nó chưa có biểu hiện được. Nó sẽ hoạt động dựa theo màu sắc. Ví dụ như CO2 chúng ta đủ thì nó sẽ có là màu xanh, dư thừa là màu vàng. Còn chưa đủ CO2 thì cái màu hiện tại. Cái này là mới châm dung dịch vào.
Dạ nó chưa có thay đổi. Nghĩa là mình ngửa cái mặt lên, mình châm dung dịch nó nằm trong đây. Dạ đúng rồi. Bắt đầu mình ghim lại dưới nước. Dạ đúng rồi. Xong rồi nước nó sẽ lòn lên rồi mình sẽ coi cái màu sắc ở đây mà mình biết nó đủ hay không. Mình biết nó đủ hay không. Cái này kiểu giống như là phản ứng hóa học. Dạ đúng rồi, phản ứng hóa học. Thiết bị đo lường thôi. Thiết bị đo lường. Quá đẹp. Làm hồ chơi. mình thì rất là thích luôn. Nhưng mà cái ngại cái chỗ là chăm sóc thôi. Nếu mà có nhà ở Sài Gòn là chơi liền, tại vì anh em quá bận đi không có đi tỉnh được. Chứ anh em mà đi tỉnh được là sẽ nói như là mở rộng được khách hàng thêm nữa. Chứ còn khách hàng ở tỉnh thì rất là nhiều muốn chơi nhưng mà lại khá là cái việc xử lý này nó khá là chi tiết ha, cần có sự am hiểu thì nó mới đẹp lên được, còn không là nó sẽ coi như là nó đôi khi mà mình để cây nó rậm rạp quá nó phá bố cục luôn đúng không? Dạ đúng rồi, nó sẽ ăn bố cục của mình. Phải chăm sóc thường xuyên, mỗi tuần tối thiểu là một lần. Tối thiểu một lần. Cái chi phí hồi nãy mình có ngồi trao đổi chơi với Duy thì cái chi phí gọi là bảo hành bảo dưỡng nó cũng mềm các bạn, dễ chịu. Ví dụ như hồ này là 200.000. 200.000 một lượt. 200.000 một lượt. Dạ. Là một tuần là một lần, một tháng bốn lần, là như là chi phí để bảo dưỡng cái hồ này một tháng thì chỉ có 800.000 thôi. Rất là 800.000 mà được gọi là người chuyên nghiệp làm á, chứ mình làm thì lấy có 20 thôi mà không ai mướn. Trong cái gói chi phí đó là bao gồm cả chi phí cắt tỉa, vệ sinh, chăm sóc cây, chăm dinh dưỡng, chăm rêu hại, chăm thuốc, chăm vi sinh, chăm khử nước. Nói chung là việc của bạn là chỉ là ngắm nhìn và trả cái chi phí đó thôi. Dạ, tất cả mọi cái có anh em gọi là chuyên nghiệp lo hết luôn rồi. Tuyệt vời luôn. Rồi ok các bạn, thì chúng ta vừa bóc tách để coi một cái hồ mà đẳng cấp như thế này thì cần phải đầu tư bao nhiêu tiền ha. Thì mình nghĩ là sau khi mà nghe cái giá đó thì đồng ý là nó không có thấp ha, nó 7-80 triệu thì nó cũng nhiều á, nhưng mà mình thấy nó rất là xứng đáng. Thì những ai mà có điều kiện thì người ta cũng sẽ có một cái khái niệm để người ta hình dung nó như thế nào. Dạ, cũng rất là nhiều người thì người ta có điều kiện nên người ta bỏ số tiền đó, nhưng mà không có điều kiện tiếp xúc rồi, hoặc là ở xa không có lại đây được thì người ta sẽ hoang mang không biết như thế nào. Dạ, thì qua clip này nhờ Duy chia sẻ thì mọi người có một cái nhìn nó tương đối là cụ thể và chính xác. Chúc mọi người xem clip vui và cảm ơn Duy rất là nhiều hôm nay đã dẫn mình đi tham quan cũng như là chia sẻ cho mọi người biết những cái điều rất là hay về bộ môn thủy sinh này. Thật là tuyệt vời luôn, và chúc cho cái hội hoa xuân năm nay là yêu thủy sinh sẽ tiếp tục lấy một cái giải thưởng. Cảm ơn rồi, để mà mình có thể tiếp tục cái đam mê của mình. Yeah. Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh rất nhiều. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip ha. Bye bye. Bye bye.